Chào tất cả bà con nhà nông thân yêu chúng ta nhé, hôm nay tôi lại xin giới thiệu đến với bà con nhà nông chúng ta về top 5 cách trị và ngừa ve chó đơn giản và hiệu quả cho bà con nhà nông nhé. Kênh tin tức sẽ giới thiệu với các bạn những phương pháp trị ve cho chó rất đơn giản mà khá hiệu quả, không làm tổn hại đến sức khỏe của chó, và cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Ve chó và bọ chết là nỗi ám ảnh của những chú chó, đặc biệt là chó cảnh đang trong tuổi ăn tuổi lớn, chúng gây cho chó ngứa ngáy khó chịu, đặc biệt làm ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh. Đôi khi ảnh hưởng đến cả cuộc sống của con người, chính vì thế chúng ta cần tìm ra những cách trị ve chó an toàn và hiệu quả là điều rất nhiều người quan tâm. Sau đây là một số phương pháp cách trị ve chó hiệu quả các bạn có thể áp dụng nhé. Thứ nhất, chúng ta có thể trị ve bằng cách tắm cho chó thường xuyên hơn. Đó là cách tốt nhất giúp thú cưng nhà bạn vừa sạch và phòng được bệnh tốt hơn. Đối với mùa đông, do thời tiết khá lạnh nên việc tắm cho chó thường xuyên là tương đối khó khăn. Số lần tắm sẽ bị hạn chế hơn, nhưng đối với những mùa nóng, thì bạn nên tắm cho chó thường xuyên khoảng 2 ngày một lần, việc này cũng là một cách trị ve chó hiệu quả, với độ sạch. Không bị hôi thì ve chó và bọ chết sẽ không thể ở lâu được hoặc chúng sẽ bị chết sau mỗi lần chúng ta tắm cho chó. Thứ hai, thường xuyên tắm đúng cách giúp trị ve chó cũng khá thích hợp. Bạn thường xuyên tắm cho chó nhưng đã tắm đúng cách, việc tắm đúng cách cho chó cũng là cách trị ve chó khá tốt. Ve chó là loài sống ký sinh, khi sống ký sinh trên lông chó. Chúng ưa những bộ lông chó hôi hám, ẩm và bẩn, vì thế khi bạn tắm cho chó, ve chó sẽ chạy đến vùng lông khô và ở trên cao như những đám lông khô trên đỉnh đầu, tai chó. Nắm bắt được đặc điểm này của ve chó, chúng ta sẽ phải tắm cho chó từ trên đỉnh đầu trước, sau đó mới đến phần lưng và thân chó. Hãy nắm bắt nguyên tắc là cứ tắm từ trên cao xuống dưới thấp. Việc tắm đúng cách như thế sẽ khiến ve chó hoặc bọ chết bị tiêu diệt nhiều hơn. Thứ ba, bạn cũng có thể dùng vỏ cam, vỏ chanh trị ve chó cũng rất tốt nhé các bạn. Cách trị ve chó này rất ít người biết đấy, hãy thử làm bạn sẽ thấy ngạc nhiên vì công dụng của vỏ chanh, vỏ cam. Cách làm như sau, bạn hãy đun nước sôi cùng với vỏ cam và vỏ chanh. Có thể là vỏ bưởi cũng được, dùng nước này tắm cho chó thường xuyên, khiến cho ve chó, bọ chết chết hết. Một cách trị ve chó khác là bạn có thể dùng nước sôi ngâm vỏ cam, bưởi qua đêm. Sau đó lấy nước này cho vào bình xịt, thỉnh thoảng bạn xịt cho chó, giúp chó luôn thơm tho, bớt hôi, lúc đó thì ve chó và bọ chết sẽ từ bỏ đi nơi khác. Trên đây là một số cách trị ve chó hiệu quả. Bạn có thể tham khảo để diệt ve cho chú chó nhà mình, những cách này khá an toàn đối với sức khỏe của chó. Chúng sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn so với các cách trị ve chó khác như tiêm thuốc hoặc uống thuốc khác. Thứ tư, bạn cũng có thể trị ve cho chó bằng cách giữ vệ sinh nơi chó ở là cách tốt nhất. Ve chó hoặc những mầm mống của ve, bọ chết là trứng sẽ có rất nhiều ở những nơi chó hay nằm như ổ chó chẳng hạn. Nếu trong giai đoạn chó đang bị ve giận hoặc bọ chết thì tốt nhất bạn đừng cho chúng lên ghế sofa hay vào nơi sinh hoạt nhà bạn thường xuyên. Giữ vệ sinh sạch sẽ khiến ve chó không có môi trường tốt nhất để sinh đẻ và nảy nở, một cách trị ve chó gián tiếp nhưng khá hiệu quả, đừng bao giờ bỏ qua chi tiết này nhé. Thứ năm, bạn cũng có thể sử dụng các sản phẩm hỗ trợ khác, ngoài ra bạn có thể sử dụng sản phẩm Sprayway 003 Goodnight chuyên diệt và ngừa bọ chết ve chó bằng cách là sau khi dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực ở của chó, mèo, bạn xịt một lượt Sprayway 003 lên đó, sản phẩm hoàn toàn không gây hại cho người và động vật, khi đó bọ chết ve chó sẽ bị tiêu diệt và ngăn ngừa. Khoảng 7 ngày cho một lần xịt, sau khoảng 5-7 ngày bạn nên xịt lại một lần. Ưu điểm của loại sản phẩm này đó là sản phẩm phù hợp với luật làm sạch khí quyển CAA và nghị định Montreal Protocol do Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA công bố, không sử dụng các chất hóa học cấm theo quy định của quốc tế. không gây hại đến cơ thể con người, có thể yên tâm khi sử dụng trong nội thất gia đình, thân thiện với môi trường, nhanh chóng mà không để lại bất kỳ dấu vết, sản phẩm chứa 100% hợp chất dễ bay hơi. Trong khoảng 30 phút đã bay hơi hoàn toàn, phạm vi sử dụng cho việc diệt côn trùng, hiệu quả cho diệt dẹp, bọ ve, bọ chết, cháy giận và các loại côn trùng gây hại khác, có thể xịt trực tiếp vào gối, nệm, chăn, thảm, ghế sofa, ghế túi ngủ, đồ trang trí nội thất, tủ, thú nhồi bông và các nơi dễ sản sinh các loài gây hại khác, tránh xịt trực tiếp lên cơ thể động vật là được. Cách này diệt và ngừa đến 98% bọ chết, ve chó nhé. Các bạn cũng có thể sử dụng bột hàn the để điều trị ve chó cũng khá tốt nhé. Hàn the có rất nhiều ngoài chợ, bạn hãy ra chợ mua lấy một ít, nó cũng rất rẻ và rất dễ kiếm. Trước khi tắm cho chó khoảng 5 phút thì bạn dùng hàn the sát lên toàn thân chú chó nhà bạn. Cách trị ve chó này rất đơn giản, vì bọ chết và ve chó rất sợ mùi hàn the và dính hàn the là chúng sẽ chết. Sau một thời gian cứ làm như thế, chó nhà bạn đảm bảo sẽ sạch ve, bọ chết sẽ chết hoàn toàn. Hãy làm thử nếu bạn thấy cách trị ve chó này phù hợp với chú cún nhà bạn nhé.